Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới nội tình của nước Mỹ và cái sự băng hoại của chính quyền Joe Biden. Quý vị, nói về thất bại của Joe Biden trong chính sách đối ngoại, tôi đã nói hai ba clip rồi. Và cái thất bại chính sách đối nội của Joe Biden thì quý vị cũng đã thấy trong hai năm qua là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ bết bát, rồi suy thoái, rồi lạm phát, rồi giá tất cả mọi thứ đều tăng hết. Trong hai năm qua chúng ta đã chứng kiến được cái sự gọi là thất bại trong chính sách kinh tế của chính quyền Joe Biden. Thì quý vị, hôm nay tôi lại nói tới một khía cạnh khác mà tôi nghĩ rằng cái khía cạnh này cho thấy rằng nếu tiếp tục kiểu này thì cả nước Mỹ sẽ bị băng hoại luôn. Chứ không nói đến cái vấn đề gọi là tôi nói là vấn đề đạo đức xã hội của nước Mỹ sẽ bị băng hoại luôn. Ít nhất chúng ta cũng đã có một số những người có tên tuổi đã biết cách gọi là chấn chỉnh lại chuyện này. Đầu tiên đấy, ngày hôm nay tôi có hai bản tin để tôi cho quý vị thấy sự gọi là cái gọi là sự băng hoại của chính quyền Joe Biden. Quý vị, trong ngày hôm nay thì bản tin từ tờ Epoch Times cho thấy là Joe Biden bổ nhiệm Lady Gaga vào trong cái ủy ban cố vấn về nghệ thuật văn hóa nhân văn của Hoa Kỳ. Đây là một cái bản tin mà tôi nói là động trời nhất. Quý vị, Biden bổ nhiệm Lady Gaga làm cố vấn đặc trách về nhân văn và nghệ thuật của một cái viện mà được gọi là tôi có thể nói rằng là xin lỗi quý vị, để tôi trả lại chứ không thôi là quý vị mất cái này đấy. Quý vị, là chính quyền Joe Biden đã bổ nhiệm Lady Gaga và một nhà sản xuất có tên là Bruce Cohen vào ghế đồng chủ tịch của cái ủy ban gọi là mà được phục hồi trở lại là cái ủy ban đặc trách về nghệ thuật và nhân văn gọi tắt là BCAS vào ngày 13 tây tháng 3. Và BCAS này là một cái ủy ban đặc trách về nghệ thuật, bảo tàng, chuyên nghiệp và trí thức và bao gồm luôn cả việc gọi là cái hội đồng về văn hóa. Mà cái ủy ban này được thành lập từ năm nào quý vị? Nó vốn thành lập từ năm 1982 ở dưới thời của cựu tổng thống, cố tổng thống Ronald Reagan bằng một sắc lệnh của ông, tức là sắc lệnh hành pháp, và trong đó là để hỗ trợ cho cái ngành văn hóa nghệ thuật của Hoa Kỳ. Và tới thời của ông Trump năm 2017 thì những nhóm này phản đối ông Trump, họ đã từ chức và ông Trump đã cho đóng cửa cái ủy ban này sau khi mà ông nói rằng là để cắt giảm ngân sách. Và năm 2017 thì ông Trump đã đóng cửa sau khi mà 17 cựu thành viên của cái tổ chức này từ chức. Và phía tòa bạch ốc của Joe Biden thì cho mở lại cái tổ chức này sau khi mà cung cấp ngân sách từ ngân quỹ của người đóng thuế. Và quý vị, và giờ đây thì nhân vật được xem là đầy tai tiếng, cuộc sống đầy phóng túng đã được bổ nhiệm làm người cố vấn ở trong cái ủy ban đặc trách về nghệ thuật văn hóa và nhân văn. Quý vị, đây là một trong những cái bổ nhiệm mới nhất của Joe Biden. Bên cạnh đó thì một nhân vật khác ngày hôm nay đã lên tiếng, và nhân vật này thì được sự thần tượng của rất nhiều người. Đó là ông Elon Musk. Elon Musk là ông chủ của công ty Tesla, của công ty SpaceX, và giờ đây ông cũng là ông chủ của công ty Twitter. Và quý vị, ông đã lên tiếng một cách rất là thẳng thừng là những người mà cha mẹ tiếp tay cho việc chuyển giới của con cái khiến cho họ bị triệt sản đáng phải ở tù chung thân. Và đây là một trong những cái lời khẳng định của Elon, nhà là tỷ phú Elon Musk. Elon Musk đã nói về việc mà chống lại cái tình trạng thay đổi giới tính của trẻ em. Nhà tỷ phú Elon Musk và ông chủ sáng lập công ty Tesla đã lên tiếng và khẳng định trong cái lời chỉ trích trước đó của ông về những người lớn tuổi và cho phép trẻ em dưới vị thành niên mà chuyển giới trong cái tiến trình này trong ngày 14 tây. Và ông nói rằng những cha mẹ hay bác sĩ nào mà hỗ trợ chuyển giới cho con cái của mình cần phải bị án tù chung thân. Đó là một trong những cái lời phát biểu của ông Elon Musk ở trên Twitter. Và nhà tỷ phú lời phát biểu của ông ra sau khi
mà cái một trong những cái người sử dụng Twitter đã lên tiếng mỉa mai đài MSNBC về quan điểm và chỉ trích cái hành động của thống đốc của Florida là ông Ron DeSantis khi mà ông đã bắt đầu có những cái chính sách để mà bảo vệ quyền của phụ huynh và cũng như một số chính sách liên quan tới vấn đề chuyển đổi giới tính. Quý vị, thứ nhất là chúng ta thấy hai cái khác nhau. Một bên là Lady Gaga, một nhân vật phóng túng có một cái cuộc sống gọi là gây đầy tai tiếng. Gây đầy tai tiếng để được nổi tiếng. Trở thành người cố vấn của cái hội đồng nghệ thuật và nhân văn của Hoa Kỳ. Và quý vị, và bản tin thứ hai là cái sự chỉ trích lên án của ông Elon Musk đối với lại việc mà chuyển giới tính dành cho trẻ dưới vị thành niên. Quý vị thấy hai quan điểm đối ngược nhau. Một bên là bảo vệ rất kỹ cho cái giá trị. Và một bên là một cuộc sống phóng túng. Bây giờ lại được bổ nhiệm là thúc đẩy một cái gì quý vị? Một cái chủ trương đầy phóng túng và băng hoại cho xã hội Hoa Kỳ. Lady Gaga là kẻ đã từng dùng tai tiếng để cho mình trở nên nổi tiếng hơn. Để cho mình trở nên nổi tiếng hơn và sử dụng sự nổi tiếng đó để mà đẩy cái chủ trương cuộc sống phóng túng dành cho giới trẻ ra bên ngoài. Và đương nhiên quý vị, những đứa trẻ mà còn trẻ chưa có đủ ý thức về xã hội đó quý vị, thì chạy theo cái sóng của Lady Gaga rất là nhiều. Phải nói rằng là cái giới trẻ mà gọi là chưa có đủ ý thức về xã hội, chưa có đủ ý thức về cái thân phận con người, thì quý vị, nó chạy theo cái trend, tức là cái cơn sóng của Lady Gaga rất là nhiều. Làm cho Lady Gaga nổi tiếng hơn, và càng nổi tiếng thì cô này càng đưa ra những cái tai tiếng khiến người ta không thể chấp nhận được. Nhất là những gia đình mà có cái khuynh hướng về tôn giáo, có cái khuynh hướng về tôi nói là có cái khuynh hướng về tôn giáo và có cái khuynh hướng bảo vệ cho giá trị gia đình, họ đều khó chịu với những hành động của Lady Gaga. Thậm chí nhiều gia đình người Mỹ cấm không cho con cái của mình coi bất kỳ một cái clip nào của Lady Gaga cả. Quý vị, Lady Gaga chỉ là một cái bản sao thôi. Thực sự ngày xưa cái nhân vật mà nổi đình nổi đám ở cái thập niên mà tôi mới qua Mỹ đó quý vị, và được xem là có cuộc sống, được xem là phóng túng nhưng mà ở cái mức vừa phải thôi, tức là cũng chỉ dừng lại ở cái mức đạo đức xã hội chứ không dám vượt hơn nữa, chính là danh ca Madonna. Madonna từng được Tòa Thánh Vatican xếp vào cái danh sách là một trong 10 kẻ liên tục trong 5 năm là 10 kẻ là phá hoại giá trị gia đình tôn giáo. Thì quý vị, Madonna trong những cái năm tháng mà bà ta hoạt động, bà ta có cuộc sống rất là phóng túng. Nhưng ít nhất Madonna còn giữ được cái giá trị về gia đình, tức là có những cái lằn ranh không vượt qua được. Về đời sống tình ái của bà thì mình không nói rồi. Nhưng mà về một mặt khác, đối với con cái, thì Madonna vẫn có một cái chút gì đó, cái thân phận thiêng liêng của một người mẹ. Nhưng ngược lại quý vị, bản sao này nó còn khủng khiếp hơn cả Madonna ngày xưa. Lady Gaga, nó phóng túng tới mức mà có nghĩa là bất kể tôn ti trật tự luôn. Xúi những đứa trẻ là gọi là gì? Bảo vệ quyền lợi của mình, tố cáo cha mẹ của mình. Quý vị, những cái trò mà tai tiếng của Lady Gaga mà chúng ta chứng kiến trong những năm gần đây đó quý vị, đếm không hết luôn. Bây giờ Joe Biden bổ nhiệm làm cố vấn trong ủy ban đặc trách về văn hóa, nghệ thuật và nhân danh và nhân văn. Nổi cái này không là chúng ta thấy được cái sự băng hoại của Joe Biden như thế nào. Quý vị, cái này, cái tổ chức này vốn do cố tổng thống Ronald Reagan lập ra trong một cái xác lệnh năm 1982. Bởi vì ông là một nghệ sĩ. Reagan là một tài tử đóng phim. Trước khi trở thành thống đốc California, trước khi trở thành tổng thống Hoa Kỳ, thì ông thấy được cái sự khó khăn trong giới nghệ sĩ. Những cái cực khổ của họ đáng được vinh danh. Nhưng mà đã không có một cái sự hỗ trợ nào. Do đó ông lập ra cái tổ chức và cái quỹ ban này để mà vinh danh và duy trì, khuyến khích các nghệ sĩ đóng góp vào văn hóa nghệ thuật. Do đó ông Reagan đã ký một cái sắc lệnh hành pháp năm 1982. Nhưng quý vị, kể từ đó thì sau cái giai đoạn ông không còn là tổng thống, và tới cái giai đoạn của Bill Clinton
thì cái quỷ ban này nó đã biến thành, nó đã biến thể, nó đã biến thể, tức là những nghệ sĩ mà được xem là có cái đời sống phóng túng lại được đưa vào trong quỷ ban này. Những kẻ mà có cái khuynh hướng gọi là cấp tiến và gọi là phóng túng được đưa vào quỹ ban này. Và nó kiểm soát quỹ ban này mỗi một năm, nó đục tiền của cái ngân sách quốc gia rất là nhiều. Để chi cho những nhân vật ngồi trong cái quỹ ban này. Và rồi quý vị, cho tới thời của cựu Tổng thống Trump lên. Thì lúc đó quý vị còn nhớ là chúng ta có 8 năm dưới thời của Obama, ngân sách quốc gia bị thâm hụt, bị thâm thủng. Rồi nền kinh tế vực dậy không nổi, tan nát dưới thời của Obama. Thì quý vị, ông Trump khi mà ông nhận chức tổng thống, cái điều đầu tiên hết là ông phải giảm tất cả các chi phí của chính quyền liên bang. Ông cắt giảm tất cả mọi thứ. Thì trong đó, ông cắt luôn cái ngân sách của cái tổ chức này, vốn được ông Reagan lập ra trước đây. Và quý vị, sự cắt bỏ ngân sách này, nó đồng chung với lại việc mà cắt giảm cái cơ quan hành pháp của liên bang. Do đó, tổ chức này không hoạt động. Và những nhân vật đó mượn cớ chống ông Trump để từ chức luôn. Cho tới khi Joe Biden lên, thì ông ta ký sắc lệnh hành pháp tái lập lại cái tổ chức này. Và hôm nay thì quý vị thấy rồi đó, tổ chức này gần như những nhân vật mà ông ta bổ nhiệm trong đó toàn là những nhân vật có cái đời sống vô đạo đức, phóng túng nằm trong cái quỹ ban này. Trong khi những nhân vật mà được xem là uy thế nhất của Hoa Kỳ, quý vị không nhìn thấy. Từ những người mà có uy thế như trước đây là đạo diễn Clint Eastwood. Từ những người như là Martin Scott. Hay là quý vị còn nhớ nhân vật mà tương đối ôn hòa là Steven Spielberg. Không bao giờ nằm trong danh sách này cả. Còn những kẻ mà có cuộc sống phóng túng, phóng khoáng và luôn gọi là nhân danh chữ nhân quyền để mà tìm cách gọi là để tìm cách giảm đi cái tội ác nhẹ của thành phần băng đảng đó quý vị. Với cái nghĩa là về nhân danh là quyền con người đó quý vị. Thì nó lại được bổ nhiệm vào trong đây. Trong khi tội ác của nước, ở nước Mỹ này tăng khá nhiều do thành phần băng đảng gọi là thao túng. Mà thành phần băng đảng này, thần tượng của nó lại là Lady Gaga. Thì quý vị, cho thấy rằng là chính quyền của Joe Biden đã đi tới sự băng hoại về đạo đức. Những chính sách của ông ta đưa ra đang khiến cho đất nước Mỹ đi vào tình trạng băng hoại. Rồi quý vị, nhưng mà cũng may là chúng ta cũng có được những người mà được xem là có cái giá trị bảo vệ cho gia đình. Đó là cái lời phát biểu của Elon Musk. Ông nói là sao? Ông nói là những cha mẹ hay bác sĩ nào mà tiếp tay chuyển giới cho trẻ vị thành niên, đáng lý là phải ở tù chung thân về tội triệt sản. Ông nói đúng. Tại quý vị, một đứa trẻ chuyển giới sẽ mất đi khả năng sinh sản. Một đứa trẻ chuyển giới sẽ mất đi khả năng sinh sản. Và không có khả năng sinh sản. Thì quý vị, hành động này có khác nào hành động mà Trung Quốc triệt sản với những người phụ nữ ở Tân Cương? Mà nhất là trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên, tức là cái tuổi chưa được chững chạc, cái tuổi chưa được biết là, chưa được quyết định cho cuộc đời của mình. Thì quý vị, bị đẩy vào cái khuynh hướng chuyển giới. Tôi chưa nói cái tiền chuyển giới của họ, nhưng tôi chỉ nói về cái sức khỏe thôi. Bởi vì chuyển giới tính từ một phái nam qua phái nữ hay phái nữ qua phái nam, điều đầu tiên hết bác sĩ cảnh báo là tuổi thọ sẽ bị giảm. Tuổi thọ sẽ bị giảm đi. Khi họ đổi hormone, tức là đổi cái chất cơ thể của họ qua một cái cơ thể khác. Thứ hai là không sinh sản được. Họ không sinh sản được. Do đó, coi như là một cái hành động triệt sản đó quý vị. Và Elon Musk đã nhân đôi, tức là đã khẳng định những người tiếp tay này. Cha mẹ sinh con ra không ai muốn con cái của mình có một cái giới tính bất bình thường. Nhưng mà lỡ rồi, nó đã lỡ vướng vào cái đó rồi, thì cha mẹ phải chấp nhận. Không thể từ bỏ con cái của mình được. Thì cái điều này đương nhiên. Nếu như bản thân của nó
từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn. Thì quý vị, họ tôn trọng chuyện đó, cái đó là cha mẹ thương con mà. Nhưng mà thương con tới mức mà giúp để thỏa mãn con biến từ đàn ông thành đàn bà hay từ đàn bà thành đàn ông. Họ đang tiếp tay cho mấy đứa nhỏ bị triệt sản và bị mất đi tuổi thọ. Họ không suy nghĩ lâu dài. Họ vì thương con cho nên họ làm như vậy, mà chính hành động như vậy chính họ hại con của họ nhiều hơn. Còn những bác sĩ mà thực hiện các cái cuộc chuyển giới đó quý vị, thì quý vị thấy rồi đó, họ vì tiền thôi. Tại vì một cuộc giải phẫu chuyển giới từ vài chục ngàn tới cả trăm ngàn Mỹ kim. Rồi chưa kể là cái tiền maintenance mỗi một năm nữa, tức là phải chích hormone. Lợi nhuận đó khổng lồ lắm. Thì đám bác sĩ này là nó thúc đẩy rất nhiều cái việc mà chuyển giới bởi vì tiền. Tiền làm cho họ mờ mắt hết quý vị. Và chính điều này nó dẫn tới một cái hậu quả rất lớn. Cái hậu quả đó ảnh hưởng những thế hệ sau của Hoa Kỳ. Tôi đã nói quý vị, tôi không có cái khái niệm phân biệt đối xử với giới đồng tính. Nếu cái người chuyển giới đó ở cái tuổi mà họ chín chắn và họ chọn giới tính của họ, tôi tôn trọng. Ở cái tuổi chín chắn, có suy nghĩ và họ thấy rằng ô, tôi thích hợp làm phụ nữ hơn hay là tôi thích hợp làm đàn ông hơn. Đó là sự chọn lựa của họ ở cái tuổi đó. Nhưng cái dã man ở chỗ này, cái dã man ở chỗ là trong cái tuổi vị thành niên, nó thúc đẩy những cái nghị trình khuyến khích chọn giới tính, nó thúc đẩy những cái nghị trình gọi là cho những đứa trẻ đi theo cái khuynh hướng để tăng cường cái dân số của giới đồng tính lên. Nó đầu tư vào cả giáo dục luôn. Rồi nó sử dụng cái giới giải trí, cái giới thể thao để nó khuyến dụ những đứa trẻ chưa đủ suy nghĩ tham gia vào cái việc chọn giới tính. Quý vị, điều này đó là một sự ác độc. Điều này đó là một sự ác độc của một số thành phần cực đoan ở trong giới đồng tính. Giới đồng tính, tôi đã nói quý vị, cái đó là cái bản năng thiên nhiên của họ từ bé. Thì cái đó mình không nói. Hoặc là khi bước vào cái tuổi trưởng thành, bắt đầu nhận định được cái khuynh hướng xã hội, cái khuynh hướng về giới tính, họ chọn cái giới tính của họ, thì coi như là mình đồng ý là những cái này là do chọn lựa của họ. Nhưng quý vị, cấy vào đầu những đứa nhỏ không biết gì hết, không tới, chưa được tới cái tuổi quyết định cho cuộc đời của mình về cái tư tưởng này, thì đó là hành động tẩy não ác độc. Và cuối cùng quý vị, nó lại khuyến khích những giới trẻ đi giải phẫu và đi chuyển giới tính của mình. Mấy đứa nhỏ làm gì có tiền? Thì cuối cùng là tiền của cha mẹ hoặc là đục tiền thuế của người dân để thực hiện các ca giải phẫu chuyển giới này. Rồi quý vị, cứ cho rằng là mấy đứa nhỏ nó chưa biết chọn giới tính đi. Thì để cho nó lên cái tuổi chững chạc, cái tuổi ở đại học, cái tuổi đã bắt đầu ý thức về xã hội, lúc đó có quyền chọn giới tính. Bây giờ tiến hành giải phẫu thẩm mỹ cho những đứa trẻ dưới vị thành niên, điều đó nguy hiểm vô cùng. Điều đó rất nguy hiểm và Elon Musk nói đúng. Những người nào tiếp tay mà giải phẫu chuyển giới tính cho trẻ vị thành niên là những kẻ đáng phải ở tù, đáng phải bị trừng phạt. Cha mẹ cũng vậy. Phải đợi cho con mình nó lớn lên, qua khỏi cái tuổi gọi là vị thành niên và đứa ở cái tuổi đại học, nó được tiếp xúc nhiều cái thông tin khác nhau, nó được tiếp xúc nhiều thành phần khác nhau. Lúc đó nó chọn giới tính cũng không muộn. Và lúc đó nó muốn tự giải phẫu thẩm mỹ để chuyển giới tính không ai cản hết. Nhưng bây giờ nó quý vị, nó đi bằng một cách cấp tốc là dưới vị thành niên, nó vẫn đẩy cái vấn đề này ra. Tôi cho rằng đó là hành động ác độc. Nó cũng không khác gì Cộng sản Trung Quốc mà cưỡng bức triệt sản đối với các phụ nữ tại Tân Cương cả. Tại vì chuyển giới tính là triệt sản, không có khả năng sinh con. Và chưa kể tuổi thọ bị rút ngắn đi. Cái vị thấy rõ ràng một bên bảo vệ cho cái giá trị đạo đức của xã hội, của nền tảng xã hội, giá trị gia đình, giá trị của tôn giáo.
một bên thì lại bổ nhiệm một nhân vật phóng túng chửi bới cả tôn giáo, rồi có cuộc sống phóng túng đàn đúm trụy lạc, rồi trở thành cố vấn của cái gọi là ủy ban đặc trách về văn hóa, nghệ thuật và nhân văn. Trong khi bao nhiêu nghệ sĩ Hoa Kỳ họ sống chững chạc, họ có đời sống rất là tốt và họ có cái giá trị gia đình cao, có bao giờ họ được vào đây? Đó, ví dụ như trường hợp của cô ca sĩ Canada nổi tiếng Celine Dion. Celine Dion là một trong những tên tuổi lừng danh cả thế giới. Nhưng cổ bảo vệ cái giá trị gia đình rất cẩn thận. Quý vị biết lúc mà Celine Dion nổi tiếng, những cái tour trên thế giới có thể kiếm cho cổ cả 100 triệu Mỹ Kim. Nhưng cổ chấp nhận ở tại Las Vegas và hát mỗi đêm ở Las Vegas chỉ để có thời gian chăm sóc cho người chồng của mình bị bệnh, cho tới khi người chồng qua đời. Vừa có thể làm được cái nghề của mình muốn, vừa có thể chăm sóc cho người chồng. Thay vì phải đi tour khắp nơi trên thế giới, nó kiếm tiền nhiều hơn gấp cả 10 lần. Thì cổ chấp nhận một cái đồng lương cố định để có cái khả năng tài chánh lo cho người chồng bị bệnh. Họ giữ giá trị gia đình như vậy. Có bao giờ họ được vào trong những cái ủy ban uy thế như vậy hay không? Đây chính là cái sự băng hoại. Joe Biden chọn những kẻ băng hoại để điều hành một cái ủy ban mà nó có thể khiến cho giới trẻ Hoa Kỳ lao vào những cái suy nghĩ lệch lạc và quên dần cái giá trị của cha mẹ, cái giá trị của gia đình, cái giá trị của tôn giáo. Đây là một trong những cái, tôi nói là chính bản thân Joe Biden đã băng hoại, thì đừng nói tới mà cái việc mà ông ta điều hành. Và dưới cái sự điều hành của ông ta thì quý vị đã thấy đối ngoại thất bại, đối nội cũng thất bại. Rồi bây giờ tới cái giá trị làm nên nước Mỹ này cũng đang trước tiềm năng nguy hiểm khi mà ông ta đi tới cái mức gọi là băng hoại này, bổ nhiệm những nhân vật không ra gì vào trong cái ủy ban. Cũng may là chúng ta còn được rất nhiều những người Mỹ được xem là họ nhìn ra được, họ nhìn ra được cái khuynh hướng cấp tiến đầy nguy hiểm này. Tôi gọi là khuynh hướng cấp tiến đầy nguy hiểm, nếu không nói là một cái khuynh hướng phóng túng, phá nát tất cả những giá trị truyền thống. Và quý vị, năm nay quý vị thấy rõ ràng cái giải Oscar. Tôi bỏ qua cái yếu tố người Á Châu được giải đi. Năm nay cái điều mà mình cảm thấy rằng Oscar nó bắt đầu nó có lại tư thế đứng là bởi vì nó không còn là một cái diễn đàn chính trị nữa. Nó trở thành một cái, nó quay trở lại với cái truyền thống của nó là giá trị nghệ thuật. Nhờ đó mà năm nay nó khởi sắc hơn. Bỏ qua cái yếu tố Á Châu đi. Tài tử Á Châu được giải, bỏ qua bên đi. Mình chỉ nói về toàn bộ nội dung của cái giải Oscar năm nay. Sau mấy năm trời, mười mấy năm nay, cứ mỗi lần giải Oscar tới trở thành cái diễn đàn chính trị. Mỗi lần giải Oscar tới là trở thành diễn đàn chính trị, lên tuyên bố vung vít về chính trị. Thì quý vị, năm nay giảm bớt tất cả những cái đó, thì cái số lượng người xem người ta tăng lên. Ít nhất là họ đã thấy được cái giá trị của họ. Giá trị của họ nằm ở chỗ về cái chuyên môn lĩnh vực của họ. Bây giờ cứ lợi dụng cái đó nhét những cái ý tưởng chính trị vô, nó làm cho mọi người cảm thấy chán. Bởi vì người ta xem giải Oscar là người ta xem minh tinh tài tử, người ta xem cuốn phim nào được giải và tại sao được giải. Chứ người ta không muốn nghe những cái tuyên bố vung vít về chính trị. Nhưng thành phần gọi là cấp tiến ở trong giới giải trí, nó luôn lợi dụng cái diễn đàn 3 phút được phát biểu trên Oscar là nó đưa ra những cái tuyên bố về chính trị. Cho nên người ta chán. Thì quý vị, năm nay cái ủy ban tổ chức giải Oscar họ giới hạn chuyện này. Ngay cả việc mà nó vận động cho Zelensky, tổng thống của Ukraine, là một nghệ sĩ hài đó, được phát biểu trong Oscar. Nhưng mà Oscar vẫn từ chối. No, nếu ngày xưa ổng là nghệ sĩ hài, chúng tôi dành cho ổng nói. Nhưng bây giờ ổng là tổng thống của một quốc gia. Và những lời phát biểu, nó sẽ có mùi chính trị trong đó. Chúng tôi tạm thời phải từ chối. Thì quý vị, ít nhất họ nhìn ra được. Và quý vị,
Những cuốn phim được trao giải bây giờ là những cuốn phim mang tính chất được xem là nó khẳng định cái giá trị của gia đình. Chứ không phải là những cuốn phim mang tính chất gọi là phóng túng và rồi nhét vào đó những cái bạo động sex hay là những cái gọi là cái liên quan tới những cái thành phần băng đảng. Mà những cuốn phim được trao giải bây giờ lại là những cuốn phim mang tính chất nó thuần túy là nhấn mạnh cái giá trị nhiều hơn, giá trị gia đình. Thì quý vị, đây chính là cái bước đi mà tôi nói với quý vị là xã hội Mỹ nó luôn có một cái lực lượng rất lớn là bảo vệ giá trị. Và đứng từ bên ngoài, người ta thấy rằng mấy cái vụ nổ súng này nước Mỹ quá tự do. Nhưng đứng từ trong nước Mỹ chúng ta mới thấy được cái tinh thần bảo vệ giá trị truyền thống của người Mỹ cao hơn so với dân Âu Châu. Dân Âu Châu đời sống thì khá phóng túng. Họ không coi trọng những cái chuyện này. Nhưng dân Mỹ khác. Dân Mỹ khác, và quý vị thấy rõ ràng có những cuốn phim gắn Red R. Người dân Mỹ không cho con cái mình đi coi. Red R tức là dưới 17 tuổi không nên coi đó. Thì họ cũng không cho thân nhân, không có cho con cái họ đi coi những cái phim này. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Mặc dù Joe Biden thúc đẩy cái chủ nghĩa băng hoại để mà tạo ra một cái lực lượng ủng hộ của ông ta từ giới trẻ thông qua những nhân vật được xem là nổi tiếng như Lady Gaga. Nhưng nước Mỹ vẫn có một cái lực lượng khác chấn chỉnh lại. Nước Mỹ vẫn có lực lượng khác chấn chỉnh lại, đặc biệt là đó quý vị thấy ở Florida, ở Texas, họ chấn chỉnh lại ngay. Họ không để cho những cái tư tưởng phóng túng này nó làm băng hoại cái xã hội của họ. Ron DeSantis là ổng ký những cái luật rất là gay gắt. Là bởi vì ổng thấy rõ đây là cái sự gây băng hoại. Đây là cái sự kích thích gây băng hoại để cho xã hội nó loạn hơn. Chứ không có làm cho cái xã hội nó được ổn định. Và chính điều này mà quý vị, người ta vẫn ủng hộ cho Ron DeSantis là như vậy. Và kể cả bên Texas. Thì quý vị nhìn trên cái bản đồ tranh cử lúc nào cái biểu đồ thì những tiểu bang màu đỏ nó nhiều hơn màu xanh. Nhưng mà đáng tiếc là những tiểu bang màu đỏ thì ít người. Những tiểu bang màu xanh thì nó có đông người sống hơn. Như California tới 40 triệu người. Thì quý vị, đây chính là tôi nói không phải về với giá trị của bầu cử. Mà tôi nói là về cái giá trị nền tảng xã hội, nền tảng gia đình cần được bảo vệ. Không thể để cho những cái khuynh hướng này nó lấn lướt. Sự bổ nhiệm của Joe Biden với Lady Gaga nó đang là một cái biểu tượng đi tới sự cùng cực của băng hoại, tức là mức mức tột đỉnh của nó rồi. Sau giai đoạn này thì quý vị, cái khuynh hướng chính trị khuynh tả và cái khuynh hướng gọi là phóng túng hay mà cái việc gọi là phóng khoáng đó nó sẽ bị chặn đứng bởi dân Mỹ, bởi vì họ thấy được cái tiềm năng phá hoại của cái khuynh hướng này, nó gây ra rất là nhiều những cái thảm kịch gia đình. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Houston Nhật ký phần 2 của tôi liên quan tới cái thái độ vô đạo đức của Joe Biden khi mà bổ nhiệm một nhân vật đầy tai tiếng vào trong một cái ủy ban được xem là một cái ủy ban có cái tinh thần bảo vệ giá trị về văn hóa, phát triển về nghệ thuật và nhân văn của Hoa Kỳ. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!